sau thất bại 2-3 có phần tức đuối trước câu lạc bộ thép xanh Nam Định trên sân nhà ở vòng đấu trước, thầy trò Kia Tisak sẽ có cơ hội giành 3 điểm khi chạm trán đội chủ nhà Quảng Nam ở vòng 17 V-League 2023-2024. Khởi đầu vòng 17 V-League 2023-2024 sẽ là màn so tài giữa hai đội bóng Quảng Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân Hòa Xuân tại Đà Nẵng. So sánh về tương quan lực lượng, rõ ràng đội hình của tân binh Quảng Nam khó có thể bằng nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội. Tuy nhiên với lợi thế được thi đấu thường xuyên tại Hòa Xuân, sân nhà của đội bóng xứ Quảng ở mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn vẫn có hy vọng tạo nên bất ngờ, như cái cách họ từng làm trước thể công Việt Theo cũng như Hải Phòng tại sân nhà cùng thắng với tỷ số 2-0. Đây cũng là hai trong bốn chiến thắng mà các cầu thủ Quảng Nam có được ở mùa bóng năm nay, với thành tích thi đấu trên sân nhà khá ấn tượng khi thắng 4, hòa 2 và chỉ để thua một trận trong 7 lần ra sân gần nhất. Quảng Nam đã chứng minh họ không phải một đội bóng dễ bị đánh bại, cho dù vẫn còn những hạn chế về chiều sâu lực lượng khi mới thăng hạng. Về phần câu lạc bộ Công an Hà Nội, sau chức vô địch giành được ở mùa bóng 2023, đội bóng này đã cho thấy những dấu hiệu sa sút khi bước vào mùa giải 2023-2024. Họ chỉ có được chuỗi ngày tháng êm đềm tạm thời sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên Kia Ti Sắc vào ghế nóng huấn luyện. Tuy nhiên, với hai thất bại liên tiếp trước câu lạc bộ thể công Việt Theo và gần nhất là Thép Xanh Nam Định, điều đó cho thấy đội bóng ngành công an chắc chắn sẽ phải làm mới mình nếu không muốn bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Quảng Nam bị coi là ứng viên cho xuất rất hạng. Đội bóng tân binh này trải qua nhiều biến cố Điển hình là vụ Đình Bắc vô kỷ luật và bị giam cầm một thời gian dài, nhưng ngay cả khi gặp nhiều khó khăn, lực lượng lại hạn chế, Quảng Nam vẫn vượt qua để có được chỗ đứng khá an toàn như hiện tại. Đội bóng này bỏ xa vị trí xuống hạng trực tiếp tới 9 điểm, vị trí đá play-off 4 điểm. Với những gì đang thể hiện, họ xứng đáng có một chỗ đứng chắc chắn hơn trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đơn giản là mang tới nỗi thất vọng, với lực lượng hùng mạnh gồm 7 tuyển thủ quốc gia, nhiều nhất giải, bên cạnh đó là ba cầu thủ ngoại chất lượng hàng đầu V League nhưng các nhà đương kim vô địch lại thi đấu thất thường. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước Nam Định. Trận thua trong màn đụng độ mang ý nghĩa 6 điểm này khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội gần như dương cờ trắng ở cuộc đua vô địch, vì họ đã bị Nam Định bỏ xa tới 7 điểm. Về lý thuyết, khi mùa giải còn tới 10 vòng nữa thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Nam Định hoàn toàn có thể bị bất cứ đối thủ nào bám đuổi, nhưng nếu câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn thể hiện sự thất thường như hiện tại, khi năm trận gần nhất thua tới 3 thì câu lạc bộ này thực sự không thể mơ mộng. Nói đến nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng của câu lạc bộ Công an Hà Nội lúc này e rằng hơi xa xôi. Thực tế nhất với họ có lẽ là tận dụng mọi trận đấu, giành tối đa số điểm cần thiết trước khi nghĩ tới một kịch bản điên rồ vào cuối mùa giải. Trước mắt, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Kiati sắc phải hướng tới mục tiêu 3 điểm trên sân của Quảng Nam. Nhưng điều này không hề đơn giản vì câu lạc bộ miền Trung đá sân nhà rất tốt. 7 trận vừa qua ở tổ ấm, Quảng Nam thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 điểm số sân nhà chiếm tới 66% trong tổng điểm của họ. Thành tích sân nhà của Quảng Nam đứng thứ bảy thay vì vị trí thứ 9 như hiện tại. Trong khi đó, đá sân khách là sở đoàn của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dù đang xếp thứ ba nhưng nếu tính thành tích xa nhà, câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ xếp ở giữa bảng xếp hạng V-League. Ngay cả trước đội cuối bảng là Khánh Hòa, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng trắng tay. Vì vậy, hoàn toàn có thể xảy ra một kịch bản đáng lo nữa với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi họ bị Quảng Nam lấy điểm. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ không có ngoại binh Gelvan Magno ở trận này vì án treo giò. Tuy vậy, trong bối cảnh Quang Hải và các đồng đội đang có phong độ cao, họ hứa hẹn vẫn tạo ra được một thế trận áp đảo đội bóng chủ nhà. Sau thất bại 2-3 trước Nam Định, chắc chắn lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đang rất khát khao giành chiến thắng để sốc lại tinh thần. Ngoài ra đó cũng là cách để họ níu kéo hy vọng vô địch trong bối cảnh đã bị đội đầu bảng Nam Định nới rộng cách biệt lên thành 7 điểm. Một chiến thắng sẽ dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ chơi tập trung và cố gắng. Thực tế đã cho thấy câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa từng thua Quảng Nam với kết quả hai thắng, một hòa. Xét về trình độ ở thời điểm hiện tại, nhà đương kim vô địch cũng hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm ở trận tới. Vấn đề là liệu họ có thể hóa giải được lối chơi khó chịu mà Quảng Nam của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn tạo ra mỗi khi được đá trên sân nhà.